Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bán Điêu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là một chiếc loa Bluetooth có tên là chiếc loa 30 pin. Đây là sản phẩm mới của bên mình. Hiện tại sản phẩm đang bán ở trên website Bán Điêu với giá chỉ là 299.000 đồng, cùng với đó là chế độ hành 1.1 trong 1 năm sản phẩm bất kỳ lỗi xảy ra. Rồi mình cho mọi người xem bên trong này nó là thế nào nhé. Đây chính là phẩm của chúng ta đây. Mọi người thấy rất ngầu không ạ? Đây chính là chiếc loa 30 pin. Thiết kế của chiếc loa này lấy ý tưởng từ bộ phim Transformer với nhân vật 30 pin. Bộ phim này được ra mắt năm 2018. Mọi người thấy đây, ở trên phần vỏ hộp này có hai phiên bản cho mọi người lựa chọn. Đó chính là một phiên bản Classical Style và phiên bản Retro. Thì cái phiên bản Classic Style này thì là phiên bản mình cầm bên tay đây, thì rất là bóng bẩy sạch sẽ này. Còn ở phiên bản còn lại thì người ta sẽ phủ lên hoặc là vẽ lên đây những cái bụi bặm, vết bùn ở đây để cho sản phẩm thêm phần gọi là sương gió, thêm phần chiến đấu phong trần của các chiến binh. Và ở trong đây thì và trong chiếc hộp này cũng phải chỉ có hai phụ kiện thôi. Thứ nhất đó chính là một sợi cáp kết nối. Thứ hai đó chính là một cái hướng dẫn trong này. Đó về một vài phụ kiện bên trong này. Vậy thì chiếc loa này có gì đặc biệt không? Thì mọi người thấy đây, thiết kế của chiếc loa này nhìn khá là ngầu. Ngoài chức năng có thể nghe ra, có thể đặt lên bàn, tạo cảm giác thiết kế nhìn rất là phong cách, trẻ trung và rất là thể thao. Về thiết kế ở phía trước này thì có hai đèn led ở đây, màu xanh. Khi mà mọi người bật nhạc lên thì cái đèn này nó sẽ thay đổi cường độ sáng đi một chút, nhưng mà dáng là nó có thể thay đổi các màu xanh, đỏ, tím, vàng, thì mình nghĩ phần này khá là tuyệt vời. Đó, tiếp theo thì ở phía mặt sau này thì có một vài nút điều chỉnh cho mọi người. Đây là nút play on off luôn ở đây. Thứ hai nút lùi bài, chuyển bài và nút tăng âm lượng ở đây. Dưới đó thì có một thẻ, một nơi để cắm thẻ nhớ. Cạnh đó là một cổng kết nối, kia là cổng sạc luôn cho mọi người. Và phía dưới đây có hai cái miếng mút để có thể chống trơn, và phần quan trọng nhất là phần loa. Loa được bố trí ở hai bên hông của chiếc loa này. Nhưng thật sự mình vẫn nhắc lại, thiết kế của nó rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Với những bạn nào là fan hâm mộ của phần phim Transformer này, thật sự đây là một sự lựa chọn mình nghĩ khá là tuyệt vời. Các bạn có thể tặng làm quà sinh nhật cho người khác. Mình nghĩ đây là một sản phẩm tạo ra khá là hợp lý đấy. Đó, thì đến một vài điểm bên ngoài thôi, thì mình mới kể cho bạn một vài đặc điểm thông số của chiếc loa này, như là về công suất loa hay về thời lượng pin. Chiếc loa này thì chỉ có công suất là nguồn 3W thôi. Tiếp theo là cái dung lượng pin, mình test thử thực tế thôi và cũng chưa cho thông số ở trên vỏ hộp đây, thì chiếc loa này có thể nghe được lên đến 7-8 giờ liên tục mọi người. 7-8 giờ. 7-8 giờ thì mình nghĩ đây là khoảng thời gian khá là lâu cho mọi người có thể nghe, có thể trải nghiệm chiếc loa này. Không chỉ có thế, chiếc loa này là một đồ trang trí trên bàn rất là tuyệt vời, nhìn rất là trẻ trung, rất thể thao. Tiếp đó đến cổng mở Bluetooth. Bluetooth của chiếc loa này là cổng Bluetooth 4.2, với khoảng cách của nó là khoảng 10m thì rất là hợp lý. Mà thường thì mọi người nghe thì mọi người chắc là để tại gần thôi, không để xa, thế là chúng ta không phải lo đến vấn đề là bắt tốc ổn hay không.
phạm vi dưới 10 mét thì mình cam đoan đây là phạm vi rất là ổn định để có thể bắt được. Thiết kế của chiếc này thì cầm rất là vừa tay, rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà nhỏ nhưng mà có võ. Rồi mọi người theo chiếc loa này, một sản phẩm chỉ có 299.000 đồng, đã bao gồm ship và bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Mọi người thấy sao về chiếc loa này? Hãy để lại đánh giá ở dưới phần bình luận, link mua hàng cũng là ở dưới phần mô tả. Video đến đây là hết, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.